Thầy xin chào các em. Hôm nay là tiết 7, thầy sẽ hướng dẫn chúng ta tiếp tục là bài số 5 là thực hành nói dây dẫn. Thì ở tiết ngày hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta là thực hành nói rẽ hai dây dẫn lõi một sợi. Phần này là chính. Rồi sau đó thầy sẽ hướng dẫn thêm cho chúng ta là thực hành nói dây cho các thiết bị điện. Thế thì các em còn nhớ là các thiết bị điện là những thiết bị nào hay không ạ? Rồi thầy nhắc cho các em nha, là các thiết bị điện gồm có nè, thứ nhất là cái cầu chì, thứ hai là cái công tắc, thứ ba là cái ổ điện, thứ tư là cái phích cắm điện, thứ năm là cái đuôi đèn. Thì thầy sẽ hướng dẫn chúng ta cách nối dây vào các thiết bị điện này. Chúng ta nên nắm vững cái phần này nha. Thì nếu mà chúng ta nắm vững thì sau này trong những bài thực hành sau, hầu như bài nào chúng ta cũng có cái phần là nối dây vào các thiết bị điện hết. Cho nên chúng ta phải nắm vững để chúng ta không gặp khó khăn khi thực hành. Rồi chúng ta bắt đầu nha các em. Thứ nhất, để thực hành bài này thì chúng ta cần phải chuẩn bị như sau. Về dụng cụ thì chúng ta phải có kìm răng, kìm mỏ nhọn, kìm tuốt, kìm cắt và tua vít. Về vật liệu thiết bị thì chúng ta phải có cái dây dẫn điện, có cầu chì, có công tắc, có đuôi đèn, có ổ điện, có phích cắm điện bằng keo và giấy nhám. Như vậy chúng ta qua phần thứ hai là phần thực hành. Thì thứ nhất thầy sẽ hướng dẫn chúng ta là cách thực hành nối rẽ hai dây dẫn. Để thực hành nối rẽ hai dây dẫn thì bước 1 là các em sẽ cắt cho thầy hai đoạn dây A và B, mỗi đoạn thì có chiều dài khoảng 20 cm. Bước thứ hai là chúng ta sẽ bóc vỏ cách điện đầu dây A 8 đến 10 cm. Dây A chúng ta bóc 8 đến 10 cm, rồi bóc vỏ cách điện dây B ở chính giữa của dây B, ở chính giữa của dây B nha, đây nha, dây B bóc chính giữa và bóc 1,2 cm đến 1,5 cm. Chúng ta lưu ý là cm đơn vị. Sau khi bóc vỏ xong thì chúng ta sẽ làm sạch lõi bằng giấy nhám. Chúng ta thầy lưu ý là chúng ta dùng giấy nhám để làm sạch cái lõi nha các em. Lưu ý. Không được dùng dao hoặc kìm cắt cạo vào cái lõi dây để làm sạch lõi. Lưu ý cái chỗ này nha. Nhiều bạn thì quên giấy nhám. Quên giấy nhám thì lại hay dùng cái dao hoặc là dùng cái lưỡi cái kìm cắt đó kẹp được cái vuốt vào cái lõi. Thì làm như vậy là sai. Tại sao sai? Nghe thầy giải thích. Khi chúng ta dùng kìm cắt hay là dao mà chúng ta cạo vào cái lõi á, thì nó sẽ để lại một cái vết cắt ở trên cái lõi. Và khi cái lõi mà bị một cái vết cắt như vậy á, thì khi chúng ta quấn dây á, rất dễ làm đứt cái lõi. Có nhiều bạn là sau khi mà quấn gần xong rồi là cái lõi nó bị đứt. Và khi mà cái lõi nó bị đứt như vậy thì ta phải làm lại từ đầu đó các em. Còn nếu mà trong thực hành mà lắp mạch điện á, khi mà mình quấn dây mà lõi nó bị đứt, coi như mạch điện mình nó không hoạt động được nha. Cho nên chúng ta phải lưu ý cái chỗ này. Rồi sau khi mà chúng ta làm sạch lõi rồi thì chúng ta thực hành nối dây. Thứ nhất, chúng ta bẻ vuông gốc dây A rồi đặt nó vào dây B như hình vẽ. Sau đó quấn đầu dây A vào quanh thân dây B. Chúng ta quấn đầu dây A vào quanh thân dây B. Nếu mà dây nó cứng thì chúng ta sẽ dùng kềm, hai cây kềm, một cây kềm nhọn chúng ta kẹp giữ và cây kìm răng chúng ta quấn. Còn nếu mà dây nó mềm á, và thường thường là dây thầy cho các em thực hành là dây mềm, thì các em có thể là dùng cái kềm nhọn kẹp giữ và dùng tay để quấn, quấn đầu dây A vào quanh thân dây B. Thế số vòng quấn là bao nhiêu? Số vòng quấn là từ 4 đến 7 vòng. Các em lưu ý, chúng ta quấn từ 4 đến 7 vòng. Này nhắc lại. Và ở đây để mối nối đạt yêu cầu thì các em phải để ý là khi ta quấn thì các vòng nó phải quấn thật là chặt, ôm chặt vào cái lõi dây B.
Thứ hai là nó không được hở giữa các vòng nghe quấn thì nó mới đảm bảo mỹ thuật, tính mỹ thuật và yêu cầu là đạt độ bền cơ. Như vậy chúng ta nhớ nha. Và số vòng quấn là phải từ 4 đến 7 vòng. Và thầy lưu ý các em, chúng ta nên quấn đủ 7 vòng để cho mối nối nó chắc chắn nha. Rồi sau khi chúng ta làm xong thì chúng ta nhớ làm tù cạnh sắt. Những cái cạnh sắt, những cái đầu nhọn mà chĩa lên thì chúng ta phải bẻ cho nó sát vào. Và chúng ta phải làm sao cho mất cái đầu nhọn, mất cái cạnh sắt đi, thì mối nối mình mới an toàn được. Và sau khi làm xong như vậy thì chúng ta bẻ thẳng cái dây A ra như thế này nè. Thì chúng ta đã nối rẽ dây A vào dây B nha. Rồi các em có thể quan sát cái clip. Đây, đây là dây B nha các em. Cách tuốt ngay chính giữa dây B nè. Đấy, chúng ta để cái kìm tuốt vào và ngay chính giữa và đúng cái rãnh số 3, ta bấm cái kìm thì tự động nó tách cái vỏ ra cho chúng ta nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ lấy giấy nhám, chúng ta sẽ làm sạch lõi. Do dây này là nó mới hoàn toàn cho nên là cái bước làm sạch lõi có thể bỏ qua nha. Rồi coi chúng ta xem cái kỹ thuật. Đấy, do dây này nó mềm, hãy lưu ý do dây này nó mềm thì các em lưu ý nè, các em xem lại. Đấy, để ngay rãnh số 3 nha. Rồi đó, thì các em thấy nè, do dây này nó bị mềm cho nên là trong cái vần mà bẻ vuông góc á, ta có thể làm nhanh giống như thầy đó, thầy hướng dẫn là chúng ta dùng một tay kẹp giữ rồi một tay ta bẻ cho nó vuông, rồi sau đó dùng cái kềm mỏ nhọn chúng ta kẹp giữ ngay cái phần giao nhau giữa dây A và dây B như thế này, rồi ta dùng tay ta quấn luôn. Các em thấy cái thao tác quấn nha, em chú ý cái thao tác quấn. Cái thao tác quấn là cái tay của chúng ta phải kẹp gồng cho chắc và kẹp dây, cái đầu dây A và cái thân dây B kẹp ngay chính giữa nó, kẹp giữa hai cái hai ngón tay của chúng ta và chúng ta quấn như vậy. Chúng ta xem lại. Đấy, ta quấn và quấn cho chặt, vừa quấn phải vừa sửa làm sao cho các vòng dây nó phải khít với nhau. Chúng ta phải lưu ý các vòng dây nó phải khít với nhau. Rồi sau khi chúng ta quấn đủ số vòng sau khi chúng ta quấn đủ số vòng thì chúng ta cắt bỏ phần đầu dây dư. Đấy, rồi chúng ta dùng kềm chúng ta bóp những vòng cho nó khít lại, đúng chưa? Rồi đó, rồi sau đó chúng ta sẽ dùng cái làm cái động tác là dùng cái hai cái kềm, một cây kẹp giữ, một cây xoắn vài lần như vậy. Xoắn vài lần để làm gì? Để cho nó chặt lại ha. Rồi sau khi ta xoắn như vậy xong là coi như hoàn thành mối nối, và chúng ta bẻ thẳng cái dây ra như thế này thành mối nối rẽ nha. Như vậy chúng ta đã làm xong cái thao tác là thực hành nối dây. Rồi, như vậy sau khi nối dây xong thì chúng ta qua bước số 4 là cái bước kiểm tra mối nối coi có đạt yêu cầu hay không. Thì các em quan sát ở đây thầy có 4 hình, hình 1, hình 2, hình 3, hình số 4. Hình số 1 là mối nối chưa có băng băng keo sau khi đã hoàn thành. Hình số 2 là mối nối đã băng băng keo rồi. Hình số 3 là mối nối chưa có băng băng keo. Hình số 4 là mối nối đã được băng keo rồi. Thế thì các em quan sát kiểm tra, khi các em kiểm tra thì theo các em là trong 4 mối nối này, mối nối nào đạt yêu cầu và mối nối nào không đạt, tại sao các em? Rồi các em quan sát hình số 1 thì dĩ nhiên nhìn mối nối như thế này thì chúng ta thấy là mối nối này nó đạt yêu cầu nha các em. Mối nối này đạt yêu cầu vì nó quấn đủ số vòng, các vòng quấn nó khít và chặt nha. Hình số 2 cũng như vậy, hình số 2 băng băng keo. Thì dĩ nhiên mình không thể nhìn vào cái bên trong được, nhưng mà lúc này là ở đây là muốn cho chúng ta xem cái băng keo cách điện coi có đạt hay không á.
Thì em nhìn nè, cái băng keo cách điện chỗ này nè, đấy là nó che kín hết mối nối, như vậy chỗ này đạt nha. Hình số 3 hình số 3 thì mối nối chỗ này nó bị hở nè, à, hở và cái đầu nhọn chưa có cắt gọn lại nè, như vậy cái mối nối ở hình số 3 này không đạt. Còn ở hình số 4, à, dù có băng băng keo rồi nhưng mà em để ý cái phần vị trí chỗ dây dây A và dây B tiếp giáp với nhau nè, chỗ này nè, cái băng keo nó chưa che hết cái lõi, nó làm hở ra như thế này, như vậy không an toàn điện nha, các em chú ý. Như vậy thầy nhắc lại, hình số 1 và hình số 2 là hai mối nối đạt yêu cầu băng cách điện tốt. Còn hình số 3, hình số 4 là chưa đạt. Hình số 3 chưa đạt là vì mối các vòng quấn nó bị hở, à, chưa có làm tù cảnh sát. Còn hình số 4 là không an toàn điện vì quấn băng keo cách điện bị hở nha. Rồi, chúng ta qua bước số 6. Sau khi kiểm tra xong thì chúng ta lưu ý bước số 6 là băng cách điện mối nối. Thì cách người ta băng cách điện một cái mối nối rẻ nè các em, à, người ta quấn nè, quấn từ dưới này quấn lên, quấn qua phải xong quấn ngược lại, quấn qua trái xong rồi quấn ngược lại, quấn qua phải, quấn che hết mối nối như thế này nha, cách quấn mối nối rẻ. Rồi, như vậy là chúng ta, thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta xong cái thực hành nối rẻ. Bây giờ chúng ta qua cái phần là thực hành nối dây vào các thiết bị điện. À, thứ nhất là nối dây vào cầu chì. Thì để thực hành nối dây vào cầu chì, các em cắt cho thầy hai đoạn dây. Mỗi đoạn có chiều dài khoảng từ 15cm đến 20cm. Sau đó chúng ta sẽ tuốt đầu dây. Tuốt đầu dây, và lúc này ta không có tuốt nhiều nha các em. Chúng ta chỉ cần tuốt khoảng 1cm thôi. Nha, chúng ta chỉ cần tuốt đầu dây 1cm. Sau đó các em để ý nè, ta gỡ cái nắp cầu chì ra nè. Và bên trong cái nắp cầu chì này em thấy có hai con ốc ở hai đầu không? Hai con ốc chỗ này nè, ở hai đầu à, vị trí này nè. Chứ không phải là hai con ốc bên trong này đâu nha. Hai con ốc này là tuyệt đối chúng ta không được gỡ, mà chúng ta chỉ nới lỏng hai con ốc ở hai đầu. Hãy nhắc lại là dùng từ nới lỏng, không có mở ra luôn nha, nới lỏng ra thôi. Khi chúng ta nới lỏng, chúng ta nhìn bên hông á, chúng ta nhìn bên hông nó sẽ có cái lỗ để xỏ dây vô. Thì chúng ta lấy hai ra hai cái đoạn dây này nè, mỗi đoạn chúng ta xỏ vô mỗi đầu. Xong rồi chúng ta siết chặt hai con ốc này lại. Như vậy là ta đã thực hiện xong cái mối nối. Rồi sau khi thực hiện xong mối nối thì ta đậy nắp cầu chì lại là xong. Nha. Rồi tới mối nối vào công tắc thì cách làm cũng tương tự. Chúng ta cũng chuẩn bị hai đoạn dây có chiều dài khoảng 15 đến 20cm. Chúng ta cũng tuốt vỏ đầu dây khoảng 1cm. Nha. Rồi các em để ý nè, lật ngửa cái công tắc lên, ở phía dưới nó em thấy nó có hai con ốc nè, hai ngóc này nè, hai ngóc theo chiều dọc đó nha, còn hai con ốc này là không phải nha, hai ngóc theo chiều dọc. Thì chúng ta nới lỏng hai con ốc này ra, khi em nới lỏng hai con ốc em nhìn bên hông nó có cái lỗ đi xỏ dây đó. Thì chúng ta lấy hai cái đầu dây này chúng ta xỏ ngang vô, xỏ ngang qua hai cái lỗ đó, à, như hình. Sau đó chúng ta siết chặt hai con ốc giữ lại. Và nếu mà đầu dây nó còn dư thì chúng ta phải cắt gọn như thế này. Cắt cho nó gọn lại để đảm bảo cái vấn đề là an toàn điện. Như vậy ta đã thực hiện xong cái mối nối công tắc. Bây giờ tới chúng ta quan sát là ở đây thầy có hình mối nối cầu chì là hình đạt và không đạt. Thì các em thấy nè, mối nối cầu chì đạt nè, còn mối nối cầu chì này là không đạt nè. Các em có thể giải thích tại sao nó không đạt hay không? À, các em quan sát cái đầu dây nè, đầu dây chỗ này nó bị hở lõi đồng nè, ha, em thấy không? Và khi mà hở lõi đồng như vậy thì nó sẽ gây không an toàn điện, có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng. Rồi em để ý bên trong, bên trong này cái đầu dây bạn này khi mà nối xong để quá dài, và khi nó dài như vậy á, thì cái đầu đồng bên đây nó sẽ chạm trực tiếp qua cái phần cái lõi đồng bên đây luôn. Như vậy thì khi mà cái cầu chì là nhiệm vụ nó có nó của nó là bảo vệ các em, mà khi mà bạn này làm như vậy thì bởi vô tình là bạn làm mất tác dụng của cầu chì rồi, là hai đầu này nó dẫn điện luôn. Dù cái nắp cái dây chì nó gắn trên cái nắp á, dù cái dây chì đó mà cháy đứt đi nữa nó vẫn không có ngắt điện được, như vậy mất tác dụng bảo vệ của cầu chì.
Cho nên cách làm này là không an toàn điện nha các em. Rồi các em xem cái làm mối nối vào công tắc ở hình này là đạt nè. Em thấy là ba dây xỏ cùng một chiều hết ha. Và đầu dây được cắt gọn ha, đẹp ha. Còn hình này thì em thấy nè. Dây thứ nhất là cái phần dây chính giữa này và hai dây này xỏ bị ngược chiều với nhau. À, như vậy là không đúng. Mình phải xỏ cùng một chiều cùng một bên. Giả sử ở đây người ta xỏ cùng chiều là từ phải qua trái. Còn thí dụ mình có thể làm ngược lại từ trái qua phải cũng được, nhưng mà phải cùng một chiều chứ không giống như bên đây được. À, lúc thì chiều này, lúc cái dây này thì chỉ lại chiều khác. À, dây này thì lại là ta nhìn nè, từ phải qua trái, nhưng mà dây này thì lại xỏ từ trái qua phải, như vậy là không được nha. Cái thứ hai là đầu dây chưa cắt gọn. À, ta để ý cái đầu dây là chưa cắt gọn. À, rồi cái chỗ này, cái dây chỗ này nè, cái phần lõi đồng nè không có đưa sát vào trong cái con ốc mà nó hở ra như thế này nè, sẽ không an toàn điện. À, chúng ta chú ý khi sau này khi chúng ta nối dây vào công tắc thì chúng ta phải chú ý, phải làm gọn như cái hình này. Tương tự cầu chì cũng vậy, phải giống như hình này mới được nha. Còn như hình này là sai, như hình này là sai. Rồi nối vào đuôi đàn thì chúng ta thấy là cái đuôi đàn nè, nó có cái nắp nè. Chúng ta có thể là mở cái nắp ra, lấy hai dây dẫn điện xỏ qua cái nắp này. Rồi ở đây nó có hai con ốc, chúng ta nới lỏng hai con ốc này ra. Ha, chúng ta tuốt dây, tuốt hai dây có chiều dài khoảng 2 cm. À, đuôi đàn thì chúng ta tuốt có chiều dài khoảng 2 cm. Chúng ta để chúng ta quấn vào quanh con ốc này. À, khi nó vừa quấn, khi chúng ta quấn cái đầu dây mà nó vừa quanh con ốc mà nó vừa tiếp giáp vào á, thì cái phần dư này chúng ta cắt bỏ đi. Và chúng ta dùng kìm mỏ nhọn chúng ta bóp cho nó sát lại nha. Xong rồi siết con ốc giữ lại là xong. Rồi cái đẩy cái nắp lại là xong. À, tương tự như vậy nối vào ổ điện các em xem. Chúng ta nới lỏng hai con ốc. Nới lỏng hai con ốc. Rồi chúng ta lấy cái dây, chúng ta tuốt cái đầu dây khoảng 2 cm. À, chúng ta dùng cái kìm mỏ nhọn chúng ta vẽ vòng cái đầu dây nè, vòng quanh thân con ốc nè. Sau khi nó vòng vừa chạm vào cái đủ một vòng rồi đó, vừa chạm đủ một vòng rồi đó, thì cái đầu dây dư mình cắt bỏ đi và mình bóp cho nó sát lại. À, giống như hình, giống như cái mối nối chỗ này là đạt nè. Còn cái chỗ này nè, thầy để cho chúng ta xem để chúng ta biết là chỗ này nó không đạt nè, không đạt chỗ nào. Nó cái phần này nè, cái lõi đồng này nó còn dư nè. Như vậy là nó chưa đạt nha, không an toàn điện đấy. Giống như bên đây mới được nha, còn bên đây là chưa đạt. Như vậy giả sử khi chúng ta làm xong đạt rồi á, thì chúng ta lấy cái nắp chúng ta đậy lại vặn con ốc lại là xong. Mối nối của ổ điện. Rồi tới giờ mới nói vào phích cắm điện. Thì em nhìn cái phích cắm điện nè, khi chúng ta mở hai con ốc này ra thì nó tách ra hai cái nắp như thế này. Còn hai cái này là hai cái chốt để mình cắm vào trong cái ổ điện lấy điện ra đó. Thì mình sẽ lấy hai đoạn dây, mỗi đoạn có chiều dài khoảng 15 đến 20 cm. Mình cũng tuốt đầu dây, tuốt cho thầy khoảng 1 cm đến 1,5 cm. Sau đó mình bẻ gập lại. Và các em để ý khi mà ta bẻ gập lại thì ta so sánh cái phần mà cái dây sau khi bẻ gập xong, cái đầu dây mà sau khi bẻ gập xong nó phải bằng, cái chiều dài của nó phải bằng với chiều dài ngay vị trí này nè của cái chốt. Đấy, em thấy nè, thấy cái hình con chuột mà thầy ra không? Đó. Đó, chiều dài nó phải tương xứng như vậy. Đó. Còn nếu mà nó dài hơn thì sao em? Nó dài hơn thì mình phải cắt bỏ bớt đi. Còn nếu trường hợp là nó ngắn hơn thì sao? Nó ngắn hơn thì mình phải làm lại. Mình phải so lại cho nó bằng nha. À, nó bằng. Tại sao ngắn hơn phải làm lại? Vì khi mà ngắn hơn á, em để vào á, nó tiếp xúc không có nhiều, cái diện tích tiếp xúc không nhiều thì dẫn điện kém. Nhưng mà dài hơn á, thì khi chúng ta để cái chốt, để cái dây dẫn điện này vào trong cái chốt á, thì nó sẽ dư cái phần lõi đồng ra, sẽ không an toàn điện. Cho nên chúng ta chú ý làm vừa đủ thôi nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ nới lỏng con ốc này ra, rồi cho cái đầu dây này nè, cho nó vào trong cái chốt. Xong rồi siết con ốc giữ chặt lại, thì giống như trên hình, giống như hình này. Rồi sau khi chúng ta làm hai cái chốt xong thì chúng ta sẽ đem hai chốt ráp vào trong cái nắp. Thì chúng ta đậy hai cái nắp lại, siết con ốc giữ lại là xong. À, chúng ta thực hành xong cái mối nối phích cắm điện nha. À, như vậy thì thầy đã giới thiệu cho chúng ta là ở bài này là thực hành nối rẽ hai dây dẫn.
thực hành nối dây vào thiết bị điện là công tắc, cầu chì, ổ cắm điện, phích cắm điện, rồi đuôi đèn. Như vậy thì sau khi sang nghe bài giảng xong thì các em nhớ ghi bài vào tập, rồi sau đó click vào câu hỏi để làm lấy điểm kiểm tra thường xuyên nha. Rồi chúng ta sẽ đọc tiếp, ở đây thầy nhầm nha, chúng ta sẽ đọc tiếp bài số 4. Đọc tiếp bài số 4 là ở bài số 4 này thì thầy sẽ giới thiệu với chúng ta là thực hành sử dụng công tơ điện, thực hành sử dụng công tơ điện nha các em. Chúng ta chú ý nha. Rồi sau khi học bài thực hành sử dụng công tơ điện xong thì ở tiết số 10, tức là ở tuần số 10 đó, thì chúng ta sẽ có kiểm tra một tiết, kiểm tra giữa kỳ đó, lấy điểm một tiết và hệ số 2, điểm này là hệ số 2 nha. Như vậy thì ngay từ lúc này thì chúng ta về nhà xem lại bài số 3, bài số 5, xem lại hai bài đó và coi lại tất cả những câu hỏi trắc nghiệm mà chúng ta đã làm. Chúng ta coi lại nha. Để chi? Để chúng ta nhớ bài, để chúng ta chuẩn bị làm kiểm tra giữa kỳ vào tuần số 10 nha. Rồi, thầy chào các em, chúc các em thành công nha.